đầu công việc của một kế toán cần làm cho một công ty sản xuất là những công việc cụ thể như thế nào? Bắt đầu công việc ra làm sao để mà em quản lý tốt hơn, chặt chẽ hơn các cái công việc hàng ngày, cũng như là để mà mình không phải là bị phạt về những cái lỗi mà lẽ ra không đáng có, mình có sự chuẩn bị và mình làm đúng đó. Mà tại vì em hồi xưa giờ ở công ty ông xã em là thuê dịch vụ, thuê bên ngoài, cho nên là có hồi trước thì cũng có một số công ty thì cũng được, nhưng mà sau này thì thấy là không có ngon, không có ngon. Nói chung là rất là kế toán nhiều khi hỏi mà không, mình cảm nhận được là không có hướng dẫn và giúp đỡ doanh nghiệp có những cái hướng đi đúng đắn hơn, hoặc là làm sao đó cho nó tốt hơn cho doanh nghiệp. Cho nên là ông xã em và em mới cố gắng là nói thôi bây giờ em sẽ không ra ngoài làm nữa, cho nên em sẽ về em phụ giúp và làm cho công ty ở nhà. Và em đăng ký học khóa học này và rất mong là cô tư vấn hướng dẫn dùm là em sẽ bắt đầu công việc như thế nào, em quản lý như thế nào, mình đi sổ sách như thế nào và theo dõi như thế nào. Thì có nghĩa là em có nói với cô là em có biết sơ, nhưng mà thực sự thì em nghĩ là nó chưa có đâu vào đâu hết. Vâng, mình chia sẻ như này nhá. Đúng là ban đầu là nhẽ ra cái buổi đầu tiên là mình sẽ nói những hỏi những vấn đề của doanh nghiệp trước. Nhưng mà những cái đấy mình sẽ hỏi ở buổi thứ hai. Vì sao? Bởi thứ nhất này mình sẽ nói về những cái vấn đề là cái đơn giản, ví dụ cách khai báo này trước, sau đó bắt đầu đi vào những cái vấn đề cụ thể trong công ty ấy. Thì mình sẽ hỏi cụ thể là công ty này sản xuất những cái mặt hàng như thế nào, nên dùng những cái phương pháp để mình định hình ra cái phương pháp giá thành ấy, cái phương pháp hạch toán cho cái công ty của bạn ra làm sao. Đó, thứ nhất nữa là mình vừa mới nghe bạn chia sẻ như thế, thì thực sự mà nói là đúng như cũng bạn nói không sai, đúng không? Bạn nói không sai một tí nào luôn, bởi vì sao? Cái bạn thuê dịch vụ kế toán thì có thể là dịch vụ gặp được những công ty mà người ta làm tốt ấy, thì đương nhiên cái hồ sơ của mình là may mắn là ok. Nhưng mà có những công ty họ làm không tốt, họ không có trách nhiệm, thì đương nhiên cái hồ sơ của bạn nó sẽ có thể là nó vẫn cân đối, nhưng mà nó đang vướng về những cái tình trạng như bạn đang nói đấy. Hàng tồn kho đang rất nhiều, mà cái này là một cái bất cập nhất của đối với doanh nghiệp. Mình hiểu chưa? Thế nhưng mà những cái này thì bạn sẽ học và sẽ gỡ ra dần dần. Và mình sẽ nhờ trung tâm cấp cho bạn một cái quyền đăng nhập vào cái khóa nguyên lý kế toán tự học miễn phí luôn. Thứ nhất là để bạn nắm được cái nguyên lý kế toán. Đúng như bạn trao đổi là người ta đi học bao nhiêu lâu người ta mới làm nổi kế toán, đúng không? Mình không thể là tự nhiên đòi là mình học một thời gian ngắn, đúng không, mà mình sẽ giỏi được như người ta được. Tuy nhiên đây là bước, mình hy vọng nó là bước khởi điểm của bạn, vì là thực ra mà nói là không có ai làm tốt cho mình bằng bản thân mình tự cố gắng đâu. Và những phương pháp này thì bạn thấy là mình chỉ như thế này là bạn dễ hiểu đúng không? Chắc chắn là mình sẽ giúp được bạn thôi. Em cũng xin lỗi cắt ngang cô là em thật sự trước khi mà đăng, tại vì em đã trải qua một bài khóa đó, thì em thấy thật sự là em không có hiệu quả. Ngày ngày em cấp sách đến trung tâm, nhưng mà em thấy là cứ kiếm cái, tại vì em học là mình áp dụng vô trong cái doanh nghiệp của mình, và chứ không phải học để đối phó hay là để tìm được việc như mấy bạn sinh viên. Cho nên là nhưng mà em thấy không hiệu quả, nên là em nghĩ và em cũng tìm tòi rất là nhiều, cũng thực sự trước khi mà đăng ký qua cái trung tâm Việt Hưng của mình, em cũng tìm hiểu rất là nhiều, thì em mới thấy được là và em cũng có coi qua một số cái video mà trên trung tâm mình dạy của cô là cô Lan đúng không ạ? em thấy cái cách cô hướng dẫn rồi cô nói chung rất là nhiệt tình, rất là tận tình, và cái cách học đó em nghĩ là mình sẽ cố gắng hết sức và với nếu mà mình học theo cách đó thì có lẽ em sẽ làm việc hơn là em cứ hàng ngày đi học cuối cùng không có thu lượm được cái gì. Nó rất là tốn thời gian và cả mọi thứ đó, cho nên là em đăng ký bên cô và em cũng xin trung tâm là em có coi một số video trước khi đăng ký, em cũng có tìm hiểu thực sự là như vậy, và em có coi một số video clip cô dạy, cho nên là em cũng đăng ký cô trung tâm là làm sao sắp xếp cho em được học cô. Vâng, được ạ. Vâng, thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn đến khi bạn làm được thôi. Nhưng nếu trong quá trình mình có thể là thế này, mình tiếp xúc với học viên ấy, có thể học viên này mình sẽ dạy theo một phương pháp này, nhưng có mình không thể nào tiếp xúc một vài một buổi là mình nhận ra đâu. Mình có thể phải 3-4 buổi sau thì mình nhận ra là cái bạn này như thế này chậm so với bạn khác, thì mình lại điều hướng lại một tí. Buổi đầu tiên bao giờ học viện chưa ưng lắm đâu, bởi vì sao? Không hiểu lắm, đúng không? Nhưng mà xong dần dần rồi ấy, thì học viên mới hiểu mình mới điều hướng được học viên là học viên này chậm, mình sẽ phải dạy chậm đi một tí. Còn có học viên nhanh, mình sẽ dạy nhanh đi một tí, thì mình bồi bổ cho các học viên đấy bằng những kiến thức khác.
Đó. Thì nếu mình trước khi học như thế này thì đúng là mình cũng phải nên trao đổi cái là xem là kiến thức của bạn ấy nó đang đến đâu. Thế như như bạn trao đổi là bạn chưa hiểu về nguyên lý thì mình sẽ xin trung tâm ấy cấp một cái khóa tự học nguyên lý để bạn vừa học thực hành này. Tối về bạn quay ra bạn ôn tập cái nghe cái video nguyên lý. Thế nghe cái trong quá trình nghe video nguyên lý chỗ nào không hiểu thì chat Zalo hoặc gọi điện cho mình sẽ giải thích cho bạn. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ. Nhá.